Đứng lại. Đừng qua đi. Rốt cuộc anh là ai? Chuyện này không liên quan tới cậu. Người mà tôi muốn giết là Cao Mập, không liên quan tới cậu. Anh là Hoa Nhài Máu. Tên Cao Mập làm nhiều chuyện ác, cậu không nên bán mạng cho ông ta. Cô đã giết rất nhiều người như vậy, rốt cuộc là tại sao? Tránh ra. Đừng ép tôi giết cậu. Sẽ giết tôi à? Muốn giết thì lần trước đã giết rồi. Nói, có phải là Hoa Nhài Máu không? Nói đi. Là chị. Chị, chị là chị tôi. Mau bắt anh ta, cẩn thận. Chạy đi. Chạy đi. Mạnh Thao, đi mau. Đi mau. Anh giúp cho Hoa Nhài Máu, về để cục trưởng bắn anh một phát. Từ từ giơ tay lên. Bàn tay kia. Đi. Anh muốn giết tôi. Bây giờ có thể ra tay rồi. Bây giờ tôi muốn xem thử cô có phải là người tôi đoán hay không. Tháo mặt nạ xuống. Anh không bắn tôi chết. Không biết gì hết. Đã lâu không gặp. Mạnh tiểu thư, sao hôm nay lại tới giết Cao Mập vậy? Có phải vu oan giá họa cho tôi không? Tôi chỉ muốn cứu Hào Kiệt. Cứu em trai tôi. Từ lúc nào mà Hoa Nhài Máu trở nên đứng về phe chính nghĩa vậy? Anh ấy không phải là tay nghịch súng. Anh ấy không đáng chết. Anh ấy vô tội. Vậy cô giết những người kia trên cửa hiệu Vinh Hoa, ai nấy đều đáng chết sao? Đây là mối thù giữa tôi và Đường Gia mấy anh. Một ngày một đêm cũng không nói rõ được. Bây giờ tôi chỉ muốn cứu Hào Kiệt. Hào Kiệt là em trai tôi, tự tôi sẽ cứu nó. Có phải món nợ của chúng ta cũng nên tính rõ ràng. Bây giờ tôi thật sự rất muốn bắn cô một phát cho chết. Cái gì? Anh kêu tôi đưa Đường Hào Kiệt về cho ông ta. Vậy con trai tôi phải làm sao? Lúc nãy Đường Anh Minh còn cử người tới giết tôi. Sao tôi có thể tha cho ông ta? Đường Anh Minh là người thông minh ra sao? Ông ta sẽ không làm chuyện tuyệt tình. Ông ta chắc chắn sẽ đưa con trai anh về. Chỉ cần tôi làm thị trưởng, tôi sẽ bắt Đường Anh Minh lại. Tôi lục soát nhà ông ta. Anh biết ông ta có bao nhiêu tiền không? Anh đừng cứ nhớ tới tiền nữa. Đợi quân đội của chúng tôi vào đây, thứ mà chúng tôi muốn là sự thịnh vượng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi muốn giữ Đường Anh Minh.
ông ta có thể khiến Thanh Bang, Hồng Bang và bọn rắn địa phương của Thượng Hải nghe theo sự chỉ huy của tôi. Điều này các anh không làm được. Vậy nếu ông ta kiên quyết không chịu nghe theo chúng ta thì sao? Dễ thôi. Còn một người luôn muốn giết Đường Anh Minh. Chúng ta không ra tay, ông ta cũng sẽ ra tay. Tới lúc đó, chúng ta chỉ lấy danh nghĩa duy trì trị an mà lên thuyền, danh chính ngôn thuận. Người đó là ai? Chính là Mạnh Lão tiên sinh. Ông ta chuẩn bị từ lâu rồi, cũng sắp hành động rồi. Anh chỉ cần thả Hầu Kiệt ra, chuyện sau đó dĩ nhiên sẽ có người xử lý. Vậy nếu ông ta đòi hung thủ thì tôi biết làm sao? Anh tùy tiện tìm ra con ma chết thay không phải xong à? Hiểu rồi, tôi đi dẫn người. Nhưng cử Hiệu Vinh Hoa quá nguy hiểm. Bây giờ Đường Anh Minh đang rất tức giận, có ý muốn giết tôi. Tôi hẹn ông ta ra ngoài, hẹn tới nơi hành quyết ở ngoài ô phía nam. Nói ra cũng vì muốn ông ta lấy hung thủ đền tội. Chuyện này anh tự liệu mà làm đi. Murata tiên sinh, cảnh sát của tôi thật vô dụng. Tôi hy vọng anh có thể âm thầm cử người bảo vệ tôi. Được, tôi cử vài người đi theo anh. Ngài đại di, ngày mai Cao Mập sẽ thả Đường Hậu Kiệt ra. Tự ông có thể làm những gì cần làm. Ai vậy? Là tôi, đại thiếu gia. Dạng sự thông, giúp tôi canh chừng người này cho kỹ. Ai vậy? Tối vậy rồi. Được. Đại thiếu gia, anh đây là... Không có gì. Để chồng bà giúp tôi canh người. Rõ. Lại thêm một người. Đứa nhỏ này mấy ngày trước Đường lão gia để ở chỗ tôi rồi. Nói hai ngày nữa sẽ đưa đi, nhưng mà đứa nhỏ này là con của Cao Mập phải không? Đại thiếu gia, đây là lão gia dặn dò. Lão gia nói là không được để bất kỳ ai biết. Cậu tuyệt đối đừng nói chuyện này ra ngoài nha. Nếu không tôi... Được rồi, tôi biết rồi. Dạng sự thông, giúp tôi canh chừng người này cho tử tế. Tối mai tôi đưa cô ta đi. Cô ta biết chút công phu, nếu có giở trò gì thì cứ nổ súng bắn chết. Rõ. Ngồi xuống. Lão gia mau lên. Lão gia, sao vậy? Đứa nhỏ bị bắt rồi. Tiêu rồi. Thả tôi ra. Mấy anh đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra. Tên nhóc này còn không chịu nói hả? Xương anh ta cứng thật. Đánh đến nửa đêm mà không nói hung thủ là ai. Chỉ nói chính mình bất cẩn làm thương anh em. Mở cửa. Nhị thiếu gia, tôi tới đưa cậu về. Tôi muốn giết ông. Nhị thiếu gia, không phải cậu luôn muốn về nhà sao? Hôm nay tôi tới đưa cậu về. Người đâu, mang bộ quần áo sạch sẽ cho nhị thiếu gia. Pha chút nước sạch để cậu ấy nở mày nở mặt về gặp ba mình. Rõ. Đi. Ông chủ đường. Ồ, lãnh sự đại nhân cũng tới sao? Cục trưởng Cao, nhanh vậy đã bắt được hung thủ, thật sự không đơn giản. Ông chủ đường, quá khen rồi. Chuyện nhị thiếu gia giết người, tôi đã điều tra rõ ràng.
cậu ấy vô tội lập tức phóng thích. Sở dĩ mời ông chủ Đường tới đây chủ yếu là muốn bồi thường. Lúc trước đắc tội nhiều người, đám anh em phải chịu trách nhiệm, không dám lơ là. Mong ông chủ Đường thông cảm bỏ qua. Thả người, thả nhị thiếu gia ra. Cục trưởng Cao, Hào Kiệt vô cớ bị nhốt, mong đại nhân giải thích đàng hoàng. Vợ tôi chết thảm, anh nên hỏi hai vị lãnh sự nói tôi biết. Bà ấy đã làm gì? Tại sao bị đám cảnh sát mấy anh đánh chết? Liên quan đến chuyện nhị thiếu gia có dính líu đến bắn chết người, tôi đã điều tra rõ ràng. Chuyện đó là nguyên nhân phòng vệ chính đáng. Tôi là cục trưởng cảnh sát, không hạn chế nghiêm ngặt, xảy ra thảm án như vậy. Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc đến ông chủ Đường. Nhưng chuyện này, tôi đã điều tra kết quả rồi. Tôi đã bắt được hung thủ giết người về quy án. Người đâu? Giải người lên đi. Cậu ta chính là hung thủ nổ súng giết chết Đường phu nhân. Ông nói nhảm, vu cáo hãm hại. Anh ấy không thể là hung thủ giết mẹ tôi. Cậu ta chẳng những đã giết Đường phu nhân, còn giết đám anh em trong cục của tôi. Tôi có nhân chứng. Cục trưởng Cao, tôi muốn chính miệng cậu ta nói với tôi là cậu ta đã giết vợ tôi. Làm sao một người cứng đầu như vậy có thể thừa nhận? Hôm nay tôi đảm bảo với ông chủ Đường, cậu ta chính là hung thủ giết người. Sở dĩ tôi đưa cậu ta tới chính là muốn hành quyết cậu ta ngay trước mặt ông, để an ủi vong linh trên trời của Đường phu nhân. Mạnh Thâu, cục trưởng Cao, ông còn chưa xét xử mà đã xử chết người, như vậy hình như không hợp pháp. Bây giờ là thời chiến, tôi có quyền hành quyết những người gây nguy hại cho an toàn xã hội. Chuẩn bị, dừng tay. Sao chứ? Chính cô bắt cóc con trai tôi. Không sai. Tôi nói cho ông biết, tôi chính là Qua Nhài Máu. Qua Nhài Máu? Mạnh Thư, cô đang nói gì? Tôi nói cho ông biết, tất cả đều do tôi giết. Đệ tử của Đường Anh Minh cũng do tôi giết, Đặng Tư Lệnh cũng do tôi giết, ngay cả anh vợ của ông cũng do tôi giết. Không liên quan đến người khác. Ông thả cậu ấy ra, tôi trả đứa nhỏ lại cho ông. Nhiều họng súng đang chĩa vào cô. Cô dám làm loạn? Ông không tin cứ thử xem. Tất cả bỏ súng xuống cho tôi. Thả cậu ta ra. Chị, khoan. Trả con lại cho tôi trước. Tôi sẽ đưa cậu ta cho cô. Nếu không chúng ta một mạng đổi một mạng. Chúng ta trao đổi cùng một lúc. Được. Con trai bảo bối, con trai. Đứng lại. Nói cho tôi biết, cô là ai? Tôi chính là Qua Nhài Máu. Chị Mạnh Thư, sao cô có thể là Qua Nhài Máu? Được. Hôm nay chúng ta hãy cho một cái kết. Cô nói cho tôi biết, tại sao cô giết nhiều đệ tử của tôi như vậy, còn hãm hại tôi? Đó là gì? Mạnh Thư! Hậu Kiệt, đưa cô ta lên thuyền, để tam thúc của con chữa trị đàng hoàng. À, muốn nghe khẩu cung. Đứng yên, bỏ xuống xuống. Lão gia, họ là người Nhật. Đứng yên. Cục trưởng Cao, tôi thật không ngờ trong đồn cảnh sát của anh lại có người Nhật. Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm.
Nếu có gián điệp Nhật lẻn vào đồn cảnh sát của tôi, tôi sẽ quay về thẩm vấn cẩn thận. Người đâu? Có. Đưa những người Nhật này trở về cùng cho tôi. Rõ. Mạnh Thư, cố gắng lên Mạnh Thư. Chị Mạnh Thư, chị Mạnh Thư, cố gắng lên. Cố gắng lên Mạnh Thư. Em trai, cuối cùng chị cũng tìm thấy em rồi. Chị không thể chăm sóc em, để em chịu khổ. Không có đâu chị, không đâu. Sau này em có một mình, phải sống cho thật tử tế, sống vui vẻ như trước đây, biết không? Em biết rồi, em biết rồi. Chị sẽ luôn dõi theo em, luôn phù hộ cho em. Chị sẽ nhớ em. Chị Mạnh Thư, Mạnh Thư, cố gắng lên Mạnh Thư. Hậu Kiệt, anh có biết hôm đó em muốn hôn anh biết mấy? Em muốn đồng ý gả cho anh. Xin lỗi, em muốn gả cho anh. Em đồng ý. Xin lỗi. Không sao, ráng lên, ráng lên Mạnh Thư. Hậu Kiệt, em yêu anh. Chị, đồ ngốc, ngu ngốc. Sao vậy? Anh ta sợ Đường Anh Minh đối phó với mình, kêu mình tìm vài người bảo vệ anh ta. Không ngờ lại bị Đường Anh Minh vạch trần trước mặt đám đông. Bây giờ anh ta đành phải nhốt đám lính lát kia lại trước. Đường Anh Minh còn kêu là phải điều tra vụ này. Chút chuyện nhỏ này sợ cái gì? Qua vài ngày rồi nói, hai người ở trong tù đã tự sát, lén thả người đi không phải xong rồi à? Qua nhài máu đã chết. Sao lại như vậy? Tôi sợ Hoàng Đại Di sẽ không bỏ qua dễ dàng. Có rất nhiều người nhìn thấy là một samurai bắn chết. Anh sợ ông ta sẽ nghiêng qua giúp Đường Anh Minh đối phó lại chúng ta. Tình cảm của ông ta và Mạnh Thư rất sâu. Vậy thì phải nghĩ cách khiến ông ta hận Đường Anh Minh hơn. Cô lại có ý tưởng hay ho gì đây? Đại ca, có một người mà anh phải gặp, chính là ba của Mạnh Thư. Phải, em đã nói với anh ta rồi. Đúng, em đã hứa với anh ta sắp xếp thời gian cho hai người gặp nhau. Mọi chuyện hãy chờ ngày mai. Ngày mai Mỹ Cúc được chôn cất, anh muốn để bà ấy nhập thổ bình an. Lúc chị dâu được chôn cất, anh ta cũng có thể sẽ tới. Rốt cuộc anh ta là ai, ngày mai anh sẽ biết.
Mạnh tiên sinh, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây phải không? Tôi biết sớm muộn gì cậu cũng tìm tôi. Rốt cuộc ông là ai? Một người mà cậu không quen. Tôi là ai không quan trọng. Rốt cuộc ông và Đường gia chúng tôi có thâm thù đại hận gì mà lại hại chúng tôi như vậy chứ? Tôi và Đường Anh Minh có món nợ chưa tính rõ. Cho dù ông ta có đền mạng cũng không trả nổi. Dương Hồng chết, Đặng Tư Lệnh chết, còn cái chết của anh vợ Cao Mập là chính tay ông gây ra đúng không? Sau đó giá họa cho tôi. Không sai chứ? Sau đó còn hại chết mẹ tôi, hại em trai tôi bị bắt. Đều là do ông bày kế phải không? Phải. Là tôi kêu Mạnh Thư đi làm. Con bé chỉ vì muốn báo đáp ân dưỡng dục của tôi. Tôi mới là chủ mưu. Cậu giết tôi đi, tôi thà chết trong tay cậu. Tôi thành toàn cho ông. Tam Thúc, không được bắn. Anh không sao chứ? Tam Thúc, chú biết người này là ai phải không? Còn nói chú biết, con gái ông ta Mạnh Thư chính là Hoa Nhài Máu. Đường gia chúng ta chết nhiều người như vậy toàn là do ông ta hại. Mẹ con cũng bị ông ta hại, em trai con Hầu Kiệt cũng do ông ta bắt. Đúng lúc Tam Thúc ở đây, con giết ông ta trước mặt chú, trừ đi mối hại cho Đường gia chúng ta. Hầu Cường, con không thể giết ông ta. Ông ta là Hoàng Đại Di, cha ruột của con đó. Không thể nào. Hoàng Đại Di bị lửa thiêu chết cách đây 20 mấy năm rồi. Trong phòng ba tôi để bài vị của ông ấy. Thanh minh hàng năm, cả nhà chúng tôi đều bái tế ông ấy. Nếu như ông ấy là Hoàng Đại Di, vậy người chết là ai? Tam Thúc, bây giờ chú cứu người này phải không? Chú bịa ra câu chuyện này để lừa tôi, đúng không? Hầu Cường, có bao giờ chú lừa qua con chưa? Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ chú lừa con chưa? Có rất nhiều chuyện con không biết đâu. Đó đều là chuyện của đời trước của tụi chú. Nhưng bây giờ chú nói con nghe, người này là nhị đệ của Đường Anh Minh, nhị ca của chú, cha ruột của con, Hoàng Đại Di. Con không tin. Con không tin. Con không tin. Hậu Cường, nói rốt cuộc ông là ai? Nếu ông nói dối, tôi sẽ bắn chết ông. Hậu Cường, ba là Hoàng Đại Di. Vậy Mạnh Thư đó là ai? Em gái tôi sao? Là cô em gái Qua Nhảy Máu, người hại cả Đường gia chúng tôi thành như vậy sao? Ông nói xem, năm đó sao ông chưa chết? Tại sao? Là có người cứu ba. Ai? Murata. Một trận hỏa hoạn lớn đã khiến vợ chồng Bắc Mạnh chết trong biển lửa. Mạnh Thư là con của họ. Sau đó Mạnh Thư và ba đã được Murata cứu, đưa đến Nhật Bản để điều trị. Còn dạy cho Mạnh Thư võ công của Nhật, bồi dưỡng nó thành sát thủ chân chính. Mạnh Thao chính là em trai của Mạnh Thư sao? Mạnh Thư chưa từng nói qua với tôi. Mạnh Thư đã chết rồi. Cậu nói gì? Mạnh Thư chết rồi. Có phải do Đường Anh Minh giết không? Phải không? Là người Nhật. Sao vậy được? Đây là chuyện không thể nào. Không thể nào. Nhị ca, anh sai rồi. Anh đã bị người Nhật lợi dụng. Mạnh Thư là do anh hại chết.
phải là tôi hại chết nó. Không, không, không phải tôi. Căn nguyên chính là Đường Anh Minh. Nếu năm đó Đường Anh Minh không phóng hỏa thì cả nhà bác Mạnh sẽ không như vậy, bà cũng sẽ không trở nên như vậy. Đều là do Đường Anh Minh, đều là do Đường Anh Minh. Ông câm miệng lại đi. Ba tôi không phải là người như vậy. Ông ấy sẽ không giết huynh đệ kết bái của mình. Ông ấy nuôi nấng tôi nhiều năm như vậy. Nếu ông ấy hận ông thì ông ấy đã giết tôi từ sớm rồi. Đó là vì ông ta cho rằng ba đã chết rồi nên mới giữ lại con. Ông ta nuôi con trở thành sát thủ. Những chuyện bán mạng mạo hiểm đều là do con làm. Con trai nhu nhược của ông ấy làm gì? Làm tổng giám đốc, con biết vì sao không? Vì con là con trai ruột của ba. Vì ông ta hận ba. Con đừng bị bề ngoài lương thiện của ông ta đánh lừa con. Im miệng. Là ông làm ra chuyện có lỗi với ba tôi trước. Là ông phản bội ông ấy. Đúng, ông phản bội ông ấy. Bây giờ ông là thứ gì? Ông chỉ là con chó của Nhật. Ba muốn báo thù. Ba là gì báo thù? Vậy ca, chuyện này thực sự là anh sai rồi. Thù của quốc gia, quốc nạn và thù nhà. Quốc nạn hơn thù nhà. Cho dù anh có ân oán cá nhân thế nào đi nữa thì anh cũng không nên giúp người Nhật. Được, điều này coi như tôi sai. Nhưng tôi đã nói với Murata, việc này hắn đừng nhúng tay vào. Ân oán giữa tôi và Đường Anh Minh thì để tôi giải quyết. Tôi nói ông nghe, có tôi ở đây thì ông không giết được ba tôi đâu. Hào Cường, con là con ruột của ba. Ông không xứng. Ông không xứng. Được, vậy con giết ba đi. Con giết ba đi. Ba cam tâm tình nguyện. Nào, con giết ba thì con có thể quay về làm đại thiếu gia của con rồi. Nào, hôm nay ba sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Không sai, là ba sai rồi. Ba không biết ba là ba ruột của con. Nếu không, ba sẽ tuyệt đối sẽ không hại con. Nào Hào Cường, ba tình nguyện chết trong tay con còn đỡ hơn chết trong tay Đường Anh Minh. Tôi giết ông. Tôi giết ông, mẹ tôi có sống lại không? Ông chính là ông. Ông đã hại mẹ tôi. Tạm thúc, chúng ta đi. Mỹ Cúc, bà hãy đợi tôi. Tôi nhất định sẽ đến bầu bạn với bà. Ông rốt cuộc là ai? Tôi là ai? Tôi là một con ma. Một người suýt nữa bị ông thiêu chết hơn 20 năm. Hoàng Đại Di. Đại Di, điều này không thể. Đây tuyệt đối không thể nào. Ông không phải chết rồi sao? Nếu ông là Hoàng Đại Di, vậy thì ông biết người phóng hỏa không phải là tôi. Không phải ông thì là ai? Tôi đến đây chính là để báo thù. Mạnh Thao, cậu dẫn em tôi về trước đi. Hầu Kiệt. Nhị ca, anh muốn đi đâu? Hầu Kiệt,
Anh đi xem ba chút. Anh không thể đi. Vì sao? Không vì sao cả. Anh không được đi. Mạnh Thao, cậu có phải có gì đó giấu chúng tôi không? Có phải có người hại ba tôi nên ba mới kêu chúng tôi đi trước không? Hai người đừng quản nhiều như vậy nữa, đi thôi. Mạnh Thao, chỉ nói là chuyện của tôi. Họ nói muốn tự giải quyết. Họ là ai? Anh đừng quản nhiều như vậy. Mạnh Thao, rốt cuộc là chuyện gì? Nói cho tôi nghe. Chuyện này liên quan đến tính mạng của ba tôi. Nói. Vậy ca anh buông ra đi. Mạnh Thao, anh mau nói đi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nói. Là Hoàng Đại Di. Ông ấy nói muốn tìm ba anh giải quyết chuyện ngày xưa. Hoàng Đại Di, nhị thúc, ông ấy không phải chết rồi sao? Ông ấy chưa chết. Ông ấy nói năm đó là do ba cô phóng hỏa hại chết cha mẹ tôi, cũng thiêu chết ông ấy. Ông ấy muốn tìm ba cô báo thù. Sao không nói sớm? Hầu Kiệt, Hầu Kiệt, được quan. Họ không muốn chúng ta kẹp ở giữa, họ muốn tự giải quyết. Mạnh Thao, sao anh còn không hiểu? Họ chỉ giết tới giết lui, người chết sau cùng đều là người vô tội, như chị của anh, mẹ của tôi. Nếu chúng ta bị kẹp ở giữa thì chúng ta có quyền biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại ca, anh cho rằng người phóng hỏa là đại ca, nhưng đại ca tận mắt nhìn thấy có người ném lửa vào bên trong. Ông ta đang lừa cậu. Vì ông ta không muốn cậu biết, ông ta chính là tên súc vật hại chết huynh đệ. Nhị đệ, nếu như anh giết em, anh hà tất ngay cả Mạnh đại gia cũng giết chứ? Nếu anh muốn giết em thì anh thiếu gì cơ hội? Em không nghĩ mà xem, chúng ta ngày ngày cùng nhau giàu sinh ra tử. Nếu anh thật sự giết em, anh sẽ nghĩ cách gọn ghẽ. Hà tất gì anh lại mạo hiểm phóng quả chứ? Hơn nữa sau khi phóng quả, anh lại xông vào trong cứu em và Mạnh đại gia làm gì? Vậy ca, anh thật sự hiểu lầm đại ca rồi. Tôi không hiểu lầm ông ta. Chính miệng ông ta nói hận không thể phóng quả giết tôi. Anh chỉ là tức giận nhất thời, anh thật sự không hại em. Ông đang xảo biện. Nhị ca, nhị đệ, nếu thật sự em giết anh có thể kết thúc tất cả thì em nổ súng đi. Anh hy vọng ân oán chúng ta đừng truyền tới đời sau này. Đại ca, đi, đại ca. Đường Anh Minh, ông lại thiết kế mai phục hại tôi. Nhị ca, không phải chúng tôi thiết kế mai phục. Hồ Nam, chính là cậu giúp Đường Anh Minh hại tôi. Hậu Cường, con mau đi đi, mặc kệ ba. Ba sẽ liên lụy đến con, mau đi đi. Ba không sao chứ? Không sao. Đại ca, lần này sự hiểu lầm của Đại Di với chúng ta càng sâu hơn. Những người này tại sao lại muốn giết mọi người? Ba đoán chắc là người Nhật. Người Nhật, nên chúng ta lập tức quay về đi, bàn bạc kỹ hơn. Đại ca, chị Hào Cường và Đại Di thì sao? Sau khi chúng ta về, phái người đi tìm họ. Đại ca, bước tiếp theo phải làm sao đi? Đây đều là mánh khóe của bọn Nhật. Anh phải để Murata biết sự lợi hại của Đường Anh Minh anh. Anh đi gặp Tony và Miller. Em đi thăm Vũ Linh đi. Chuyện Hào Cường em đừng nói cho cô ta biết. Ngoài ra, anh không muốn để người Nhật tìm thấy họ trước. Sử dụng tất cả thế lực ở Thượng Hải chúng ta để tìm ra được Đại Di và Hào Cường. Chúng ta phải rời khỏi nơi này. Thật không nỡ mà.
chúng ta sẽ quay lại. Tôi nói cho anh nghe, tôi cược danh Trung Quốc sẽ thắng. Hai vị ở đây sao? Tôi đến muốn nói cho hai vị nghe, yêu cầu của hai vị tôi sẽ làm được. Thỉnh cầu của tôi thì phiền hai vị giúp tôi làm nhanh chóng. Tôi tin ông có thể lấy lại được bản đồ bố trí căn phòng của quân Nhật đóng tại Thượng Hải. Tôi sẽ giao cho ông toàn bộ hộ chiếu và visa của nhà ông. Được, cảm ơn. Các ông phải cẩn thận, Murata sẽ không chịu để yên đâu. Được, cảm ơn. Đợi chúng tôi lấy được bản đồ bố trí căn phòng thì sẽ rời khỏi nơi này. Tôi mạo muội hỏi một câu, Vinh Hoa ông chuẩn bị thế nào? Đây là chuyện của tôi. Tôi tin ông chủ đường là sẽ không thua người Nhật. Đúng, con thuyền này là của đường anh Minh tôi. Vậy ông còn cần số thuốc nổ trong kho số 6 ở bến tàu nữa không? Đương nhiên cần rồi. Được. Ông ta lại hợp tác với đường anh Minh, hại chúng ta. Con nhìn thấy rồi chứ, mà không đổ oan cho họ. Tam thúc của tôi cả đời chỉ cứu người không hại người. Hậu Cường, cảm ơn con. Sư trưởng ông, lần này các ông đánh thiệt là dũng mãnh. Ngay cả người nước ngoài trên thuyền chúng tôi đều khâm phục. Mấy ngày nay tôi luôn cảm thấy nở mặt. Đường tiên sinh, theo tin tức đáng tin cậy, tướng Yoshimori Shirakawa, tổng tư lệnh Nhật Bản, chuẩn bị mượn quân đóng tại Tổng lãnh sứ quán Thượng Hải và danh nghĩa cơ quan đại diện thường trú Nhật Bản tại Thượng Hải vào ngày 29 tháng 4 sẽ tổ chức lễ hội Thiên Trường. Bọn Nhật thật ngông cuồng. Chúng ta sẽ không đánh thua. Nói thì nói vậy, ba vị tướng quân, hy vọng ông hành động phá hoại buổi tụ tập lần này của chúng. Một sự sỉ nhục đối với những người lính Trung Quốc của chúng ta sẽ trở thành điều sỉ nhục đối với bản thân chúng. Nhóm quả thần chúng tôi đặt thuốc nổ không thành vấn đề. Vậy bọn chúng tập hợp ở đâu? Có thể ở công viên Hồng Khẩu. Xin chuyển lời với tướng quân, chỉ cần việc tôi có thể làm thì tôi chết cũng không từ. Ông chủ, lấy cho hai cái bánh. Được, được. A Hầu, cậu nghe được tin tức gì của đại thiếu gia không? Không có, cũng chưa nghe qua đại thiếu gia. Anh nói Thượng Hải rộng lớn như vậy, đại thiếu gia có thể đi đâu? Ai biết đâu. Ông chủ, cho thêm hai cái dầu cháo quẩy. Được. Nhất định trước khi cướp, đường anh Minh phải tìm được đường Hầu Cường và Hoàng Đại Di. Đã phái người đi lục soát rồi, chỉ cần hắn không rời khỏi Thượng Hải thì chắc chắn sẽ tìm được. Hoàng Đại Di không thể nào bỏ thuốc được. Phái người canh bên ngoài nhà của ông ta. Ông ta chắc chắn sẽ về lấy thuốc. Đã phái người đi rồi, ngài yên tâm. Cục trưởng Cao đã nhốt hai tên người Nhật lại rồi. Ông đừng làm khó ông ấy nữa. Món nợ ông ta giết vợ tôi còn chưa tính sổ. Ông ta lại dẫn người Nhật lên thuyền của tôi. Chả lẽ cục cảnh sát này là do bọn Nhật mở sao? Ông chủ đường, ông muốn tôi làm sao đây? Phán tử hình hai tên người Nhật đó sao? Ông cũng biết, bây giờ thế cục tế nhị như vậy, quan hệ của chúng ta với bọn Nhật lỡ làm không tốt thì phía trên sẽ trách tội xuống. Nói như vậy, thông đồng với bọn người Nhật cũng có thể được dung thứ. Ông đừng quên đây là thời chiến, tội danh thông đồng với địch của ông ta cũng không thoát đâu. Ông chủ đường, bây giờ ông muốn thế nào đây? Tôi luôn ghét những tên hán gian, huống hồ ông ta lại giết vợ của tôi. Nhưng mà ông ta đường đường là phó cục trưởng cục cảnh sát Thượng Hải. Ông ta có quan hệ với rất nhiều cấp trên. Đặc phái viên, tôi ra giá 500.000. 1 triệu. Đầu của Cao Mập không đáng tiền như vậy đâu. Vậy được, tôi ra giá 800. Được.
Tôi sẽ đưa ông ta đến Nam Kinh để thẩm tra. Nếu nửa đường ông ta chạy về thì sao? Sợ tội bỏ trốn đương nhiên là giết, không cần nói. Được, tôi yên tâm rồi. Cô thật sự nghĩ kỹ, muốn cùng chúng tôi đi tình nguyện sao? Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ đi cùng các cô. Cô biết đi như vậy nguy hiểm lắm không? Lỡ xảy ra chuyện gì, cô có tâm lý chuẩn bị chưa? Hồi đó tôi chỉ biết mình phải làm một người chính nghĩa, một lòng muốn độc lập, muốn có sự nghiệp của riêng mình. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, không có một đất nước cường mạnh thì bản thân muốn làm gì cũng không có ý nghĩa. Tôi nhất định phải sống chết cùng đất nước, góp một phần công sức của mình. Còn có chuyện muốn nói với cô. Bọn Nhật một khi đóng quân rồi thì bọn chúng có lẽ sẽ đi tìm ba cô, để ba cô làm việc cho bọn chúng. Tôi hy vọng cô có thể thuyết phục ba cô, kêu ba cô đừng bán mạng cho bọn chúng. Điều này cô yên tâm. Tuy ba tôi từng làm rất nhiều chuyện không nên làm, nhưng ông ấy hận bọn Nhật. Ông ấy luôn coi bọn Nhật là kẻ địch, càng biết sự sỉ nhục của việc mất nước. Cả nhà tôi đều sẽ không làm chó theo đuôi bọn Nhật. Tôi yên tâm rồi. Ngày mai cô nhớ đem những thứ này đến trung tâm thành phố. Chúng ta đi phát. Tôi chắc chắn sẽ làm được. 500.000. Ông chủ đường, đây là ý gì? Thị trưởng Diêu, tôi muốn nhờ ông giúp hai việc. Đầu tiên, tôi muốn gặp hai tên người Nhật mà mấy ngày trước cục trưởng Cao đã nhốt. Hai tên người Nhật này đã bị nhốt vào ngục rồi. Ông muốn chúng làm gì? Tôi chỉ muốn hỏi mấy câu. Hỏi mấy câu? Mấy câu này đáng tiền như vậy sao? Đối với tôi rất quan trọng. Phó thị trưởng Diêu, nhiệm kỳ của ông đã đến rồi, nhưng bọn Nhật cũng sắp tiến vào Thượng Hải. Đúng lúc trong nhiệm kỳ của ông, người dân sẽ ghi nhớ mối hận thù đất nước trên người ông. Ông bằng lòng gánh tội danh này không? Ý ông chủ đường là đây là 500.000, đây còn có 500.000, tổng cộng 1.000.000. Phó thị trưởng Diêu từ chức, mang theo số tiền này, hoặc là ở Thượng Hải, hoặc về quê sống những ngày tháng thanh tịnh, cũng có thể miễn được tai tiếng sau này. Một Thượng Hải yên bình sắp trở thành thiên hạ của bọn Nhật rồi. Tai tiếng này cả đời cũng sẽ không rửa sạch. Tôi biết ông khác với Cao Mập. Ông còn coi như là người Trung Quốc có lương tâm. Có những lúc do là không có cách nào khác. Vẫn là ông chủ đường biết thông cảm cho tôi. Tôi cũng do hết cách. Chính phủ đồng ý cho bọn Nhật đến đóng quân. Nhiệm kỳ của tôi hết rồi cũng tốt. Nhưng đây không phải khó xử cho tôi khi tôi chưa đi sao? Ông chủ đường, rốt cuộc ông muốn giúp tôi giúp cái gì? Xin cứ nói thẳng. Tôi muốn bản đồ bố trí canh phòng của quân Nhật đóng tại Thượng Hải. Ông cần bản đồ này là đúng phận sự. Chỉ cần ông đưa bản đồ này cho tôi thì tôi sẽ cho ông thêm 500.000. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Nhất định phải nhanh, không được chậm trễ quá 3 ngày. Ông chủ đường, ông muốn thứ này để làm gì? Làm gì à? Ông đừng quan tâm. Chỉ cần ông đưa bản đồ này cho tôi, để thư từ chức trên bàn, ông mang theo số tiền này đi. Cuộc giao dịch như vậy, ông thấy được không? Phó thị trưởng Diêu, 1.000.000, tôi nghĩ ông không thể không cần đâu ha.
Ông bị sao vậy? Thuốc của bà. Thuốc. Cần thuốc gì tôi mua cho ông. Không. Trong biệt thự của bà có. Cái tủ trong phòng khách. Con đi lấy giùm ba đi. Lão già, đây là khẩu cung của họ. Ông ngủ sớm đi. Mai nghĩ cách để ông đi. Không, ba muốn ở lại. Ra ngoài trốn trước đi. Qua trận này, chúng ta sẽ nghĩ cách quay lại nữa. Hậu Cường, con có đồng ý đi cùng ba không? Hậu Cường, con có bằng lòng gọi ba một tiếng ba không? Bánh cháo quậy lớn đây. Anh muốn mua gì? Được, đợi chút. Của anh đây. Được rồi. Tiền thối của anh nè. Đây, nè, đợi chút. Mirata, tôi biết thuốc của ông dùng sắp hết rồi, nên đến đây đưa cho ông. Cảm ơn ngài. Đừng khách sáo, Quan đại di. Ông thành như vậy là do tôi hại đó. Ông nói cái gì? Tôi nói cách đây 20 năm, căn nhà đó là do tôi phóng hỏa. Ông,
Ông yên tâm đi đi, tôi nhất định sẽ báo thù cho ông. Hy vọng ông dưới cửu tuyền trong lòng có thể có chút an ủi. Hằng năm vào ngày này tôi sẽ đến thắp hương, đốt giấy vàng mã cho ông. Hoàng Đại Di chết rồi. Trước khi ông ấy chết, dùng máu của mình viết tên Murata trên bàn. Tất cả những chuyện xảy ra của Đường gia đều là do Murata chủ mưu đằng sau. Ông ta giết Hoàng Đại Di chỉ để diệt khẩu. Chuyện của Murata con đã chuẩn bị xong rồi. Rất hy vọng ba có thể giúp con. Sao lại là anh? Ông chủ đường đến tìm đặc phái viên sao? Nào, mời vào. Đặc phái viên đang ở đâu? Ông ta đi rồi, cầm theo tiền ông đưa cho mấy đi rồi. Đi rồi. Ông có thể mua chuộc ông ta, tôi cũng có thể. Ông chủ đường, tôi muốn chúng ta có thể thảo luận một chút. Anh với tôi không có gì để nói cả. Ông chủ đường, trên thế giới không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích. Tôi chính là vì lợi ích của ông mới đợi ông ở đây. Ông chủ đường, chúng ta có thể làm giao dịch chứ? Giao dịch? Tôi với anh có gì mà giao dịch chứ? Ông chủ đường, giữ lại ông cũng không phải chuyện gì quá khó. Ông đã không phải trùm Thượng Hải ngày xưa nữa rồi. Kinh doanh trên đất Thượng Hải đã đổi chủ. Ông đã không phải Đường Anh Minh muốn làm gì thì làm rồi. Ông chủ đường, vẫn là câu nói đó, ông giao Vinh Hoa cho tôi. Murata tiên sinh, vậy tôi cũng nói rõ với anh, Đường Anh Minh tôi thà chết cũng sẽ không làm con chó Hán Giang theo đuôi người Nhật. Đường Anh Minh, tôi cũng có thể nói với ông, nếu tôi không có được Vinh Hoa, một mồi lửa cũng có thể thiêu rụi Vinh Hoa. Đường Anh Minh, ông đừng quên chuyện nhị đệ của ông Hoàng Đại Di năm đó bị cháy. Vụ cháy năm đó là do anh đốt sao? Đúng, là tôi. Tôi chỉ tiếc là ngọn lửa lớn đó không thiêu chết ông. Murata tiên sinh, anh nói tôi nghe, năm đó ba huynh đệ chúng tôi có thâm thù đại hận gì để anh làm như vậy? Châu báu, nếu không phải nhờ những châu báu mà ông đã lấy từ quân đội Nhật Bản của chúng tôi khi đó, thì Đường Anh Minh ông có thể có được ngày hôm nay sao? Có thể có được Vinh Hoa sao? Châu báu, đó là châu báu của người Trung Quốc. Đó là châu báu giữ trong chùa Hương Hà Đại An, là cống phẩm lễ Phật của Hoàng đế Đại Thanh chúng tôi. Sau khi đồng minh Tám Quốc của anh tiến vào Trung Quốc, anh đã đốt cháy chùa Đại An và cướp số châu báu này. Sao lại là của các anh chứ? Đúng, những lời ông nói rất đúng.
Chỉ cần ông đưa châu báu cho tôi, vinh hoa của ông vẫn có thể tiếp tục kinh doanh. Chỉ cần ông đồng ý không chống đối lại chúng tôi, thì tôi bảo đảm ông vẫn có thể hô mưa gọi gió ở Thượng Hải. Được, tôi đồng ý. Nhưng tôi có một điều kiện. Nói. Ông phải công khai chân tướng sự thật vụ nổ Hoàng Đại Di, trả lại sự trong sạch cho tôi. Được, tôi đồng ý. Murata tiên sinh, giao dịch của chúng ta có thể nói sau. Tạm biệt. Sao hả? Đường đại thiếu gia bị Đường Anh Minh truy sát đến đường cùng rồi sao? Không tệ. Như chó mất nhà thôi. Vậy tại sao anh đến tìm tôi? Murata tiên sinh, tôi đến tìm ngài là nghĩ rằng giữa chúng ta cùng chung lợi ích, có thể hợp tác với nhau. Hợp tác? Bây giờ anh đã không còn gì nữa rồi. Anh lấy gì hợp tác với tôi? Murata tiên sinh, tôi cho rằng hợp tác giữa hai chúng ta, đó chính là tôi có thể giúp ngài lấy được thứ ngài muốn có. Thứ ngài muốn có, chỉ có Đường Hầu Cường tôi mới có thể giúp ngài thôi. Anh nói tôi muốn lấy thứ gì? Murata tiên sinh vượt ngàn cây số từ Nhật Bản đến Thượng Hải, chính là muốn đạt được vinh hoa của Đường Anh Minh. Tôi ở Đường gia nhiều năm như vậy, đối với Đường Anh Minh nắm trong lòng bàn tay, trên trên dưới dưới của Đường gia trong đầu của tôi hết. Nếu như ngài muốn có vinh hoa, thì chỉ có tôi mới giúp được ngài thôi. Muốn có được vinh hoa, tôi có 100 cách có thể giúp ngài lấy nó. Vậy thì Hầu Cường anh muốn có thứ gì? Cái tôi muốn là mượn thế lực của đế quốc Nhật Bản các ngài và ngài ở Thượng Hải. Tôi muốn vị trí Tổng Hội trưởng Thương hội Thượng Hải, đạp đổ Đường Anh Minh. Đường Hầu Cường, tôi luôn cho rằng người Trung Quốc các anh rất trọng tình thân. Nhưng bây giờ Đường gia của các anh là cha muốn giết con muốn giết cha. Tất cả điều này rốt cuộc là sao? Murata tiên sinh nói rất đúng. Người Trung Quốc rất trọng tình thân. Nhưng tôi nói ngài nghe, Đường Anh Minh căn bản không phải cha ruột của tôi. Cha ruột tôi tên Hoàng Đại Di, là nhị đệ của Đường Anh Minh. Cách đây 20 năm, Đường Anh Minh đã giết ông ấy rồi. Giữ lại tôi là để lợi dụng tôi. Bây giờ con ruột của ông ấy, Đường Hào Kiệt, đã lớn rồi. Đường Anh Minh không cần tôi nữa, muốn giết tôi. Rõ ràng chứ, Murata? Đường Hào Cường, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Anh nói anh có 100 cách. Vậy anh nói xem, anh dùng cách gì để tôi có được vinh hoa? Murata tiên sinh, ngài có biết Đường gia có một kiểu kinh doanh không đụng hàng? Đó là gì? Ngài biết không? Ý anh là thuốc phiện sống sao? Không tệ. Thuốc phiện sống. Thực ra lấy một con thuyền mà nói, kinh doanh tốt nhất chính là vận chuyển đồ. Nhưng có lúc đồ vận chuyển trên tàu không hợp pháp, bị kê biên tài sản, điều đó rất phiền phức.
Đường Hào Cường quả nhiên có chủ ý hay. Tôi muốn Cao Mập của cục cảnh sát đi làm. Murata tiên sinh, vì việc hợp tác giữa hai chúng ta vui vẻ, tín nhiệm lẫn nhau, hành động thuốc phiện sống lần này tôi sẽ tham gia. Chuyện này nếu như có anh làm chỉ dẫn cho Cao Mập thì ông ta thực hiện sẽ thuận lợi hơn. Đường Hào Cường, bây giờ cậu ở đâu sau khi rời khỏi Vinh Hoa? Tôi thấy cậu đến sống nơi này. Nếu cậu thực sự có thể giúp tôi có được Vinh Hoa, tôi bảo đảm vẫn để cậu làm tổng giám đốc Vinh Hoa. Ngoài ra, vị trí tổng hội trưởng Thương hội Thượng Hải cũng là của cậu. Cảm ơn. Hào Cường, Tiêu tiểu thư tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi đến tìm anh. Bây giờ tôi không có bất cứ quan hệ nào với cô cả. Đừng gây trở ngại cho tôi. Hào Cường, Hào Cường, anh nghe em nói, em có con rồi. Tiêu tiểu thư, bây giờ cô đang ở chung với tên Đường Hào Kiệt. Nếu nói có con rồi, đứa bé cô mang không phải là của tôi. Nghe đi, bây giờ cút cho tôi. Nếu để tôi còn nhìn thấy cô nữa thì tôi đánh chết cô. Hào Cường, Hào Cường, anh nghe em nói. Hào Cường, Hào Cường, anh nghe em giải thích đi. Vũ Linh, Tam Thúc nè. Vũ Linh, Tam Thúc, sao rồi? Chú tới bắt mạch cho cô ấy nhưng gọi nãy giờ không ai trả lời. Đại Tẩu, Đại Tẩu, em vào nha. Vũ Linh, Đại Tẩu, Đại Tẩu, chị muốn đi đâu vậy? Chị sao vậy? Đại Tẩu, Quan Nhi có chuyện gì? Tam Thúc, con thấy chị ấy một mình đi lang thang trên đường, hỏi chị ấy cũng không nói, cứ như vậy thì bị ngất. Mau đưa về phòng. Vũ Linh, cô xuống thuyền sao không nói với mọi người? Hậu Cường, Hậu Cường nói đứa bé không phải con của anh ấy. Sao anh ấy có thể nói vậy? Chị nhìn thấy anh ấy rồi, bây giờ anh ấy đang ở đâu? Anh ấy ở khách sạn Bắc Quốc, ở chung với tên người Nhật đó, với Murata. Sao đại ca lại ở chung với người Nhật chứ? Không được, em đi tìm anh ấy. Quan Nhi, cô kích động rồi. Tôi đã nói cô không thể xuống thuyền một mình, nhưng đại ca sao lại ở chung với tên người Nhật? Chả lẽ anh ấy thật sự làm hán gian? Nhị ca chú luôn quan hệ rất thân với tên Murata, nên chắc chắn là Murata kêu Hào Cường qua đó. Còn Hào Cường có đi nhờ giả người Nhật hay không, bây giờ vẫn chưa rõ. Vũ Linh, cô nghỉ ngơi đi. Quan Nhi, con ở lại canh Vũ Linh. Còn nữa, chuyện hôm nay tạm thời đừng nói với ba con. Hậu Kiệt, chúng ta đi. Đừng quan, chăm sóc Đại Tẩu cho tốt. Em biết rồi.
Những ngày này xảy ra nhiều chuyện như vậy, xem ra việc kinh doanh của Vinh Hoa rất khó. Tâm Thúc, con cảm thấy nên kêu ba con từ bỏ Vinh Hoa, cả nhà chúng ta rời khỏi Thượng Hải, tìm một nơi yên tĩnh thu xếp ổn thỏa cho Vũ Linh và Đường Quang. Chúng ta đi tiền tuyến đánh bọn Nhật. Bây giờ mọi người đều biết người Nhật đang nhìn chằm chằm Vinh Hoa, lúc này ai còn dám tiếp tay. Huống hồ ba con cũng cho rằng chỉ cần một ngày Vinh Hoa còn trong lòng bàn tay ông ấy thì biểu thị bọn Nhật chưa có được một ngày. Mọi người đều trông vào ông ấy, chú không hy vọng ông ấy thua bọn Nhật. Nhưng Hào Cường, nếu thực sự hợp tác với bọn Nhật, người khác sẽ nhìn chúng ta sao đây? Anh ấy dù sao cũng là đại thiếu gia Đường gia, phải. Điều này chính là mục đích của Murata. Chỉ cần Đường gia có một người cúi đầu trước ông ấy, vậy thì toàn Thượng Hải đều biết Vinh Hoa đã bị bọn Nhật khống chế rồi. Hào Kiệt, Mạnh Thâu, chú tìm các con tới chính là muốn nói chuyện này. Có Đường đại thiếu gia giúp đỡ, lần này chúng ta coi như đánh trúng điểm yếu của Vinh Hoa rồi. Chúng ta có thể danh chính ngôn thuận kiểm tra và niêm phong Vinh Hoa. Cho dù Đường Anh Minh có bản lĩnh lớn thế nào, cũng không có ai có thể giúp ông ta. Murata tiên sinh, lúc đó ngài muốn nhiều ký giả tới để toàn Thượng Hải đều biết Đường Anh Minh làm gì. Như vậy cho dù ông ta có đến Nam Kinh tìm người giúp, chuyện buôn lậu của ông ta không có ai ém được hết. Điểm này rất quan trọng. Tội danh buôn lậu thuốc phiện này nhất định phải gán tội thật nặng. Nhưng vấn đề chính là lấy đâu ra nhiều thuốc phiện sống như vậy chứ? Cục trưởng Cao, điểm này ông yên tâm. Chỉ cần có 1-2 thùng để thuốc phiện sống, còn lại bỏ một chút đồ. Thùng để thuốc phiện sống tôi sẽ làm ký hiệu. Đến khi đó ông chỉ cần mở 1-2 thùng để những ký hiệu giả, chụp hình là được rồi. Được, diệu kế. Làm gì vậy? Đứng lại. Làm gì? Đại thiếu gia, đại thiếu gia, mấy ngày nay sao không thấy cậu về? Tôi kêu người khiêng những thùng đồ này lên thuyền. Nào mau lên, khiêng lên. Đại thiếu gia, đây là gì? Chuyện không nên hỏi, đừng có hỏi. Được, 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 mau. Các người là ai? Ai cho các người khiêng lên? Đường Hậu Cường, trong đây là gì? Cậu là cái thái gì ở Vinh Hoa mà dám quản chuyện của tôi? Tôi là người phụ trách kho. Tiểu tử, có tin tôi ném cậu xuống nước không? Cút! Hồ Đại Phu, Hồ Đại Phu, Hầu Kiệt, Hầu Kiệt, Hồ Đại Phu, chuyện gì? Hầu Cường dẫn theo rất nhiều người, khiêng rất nhiều đồ lên thuyền. Hầu Kiệt, đi kêu ba con đi. Hậu Cường, con khiêng thứ gì lên thuyền vậy? Hoàng Đại Di chết rồi, bị người ta bắn chết rồi. Ông chủ Đường, chúng tôi nhận được tin báo nói Vinh Hoa buôn lậu thuốc phiện sống. Đây là lệnh lục soát. Xin lỗi,
Tôi phải lục soát kỹ lưỡng. Ông chủ đường, cũng phải làm phiền ông đi theo chúng tôi. Mời. Lên thuyền lục soát. Không được nhúc nhích. Tránh ra. Mở thùng này ra cho tôi. Dạ. Niêm phong tất cả những cái thùng này cho tôi. Trong thùng khác không phải thuốc phiện sống. Bớt nhiều lời, mang đi. Các người đánh ký hiệu trên thùng rồi. Mang đi. Những thùng khác không phải thuốc phiện, thả tôi ra. Mang đi. Xảy ra chuyện gì? Ông chủ đường, màu thuốc phiện sống của ông không tệ nha. Tôi biết gần đây việc kinh doanh của Vinh Hoa không tốt lắm, nhưng đây là kinh doanh phạm pháp. Kinh doanh phạm pháp sao ông có thể làm được chứ? Ông ta du quan, trong thùng khác không phải thuốc phiện sống. Ông chủ đường, tôi phải kiểm tra niêm phong Vinh Hoa. Mời người thân của ông đi một chuyến với tôi. Những thứ này không phải của chúng tôi, là anh ta vừa đưa lên thuyền. Đại thiếu gia, những thứ này đều là của cậu sao? Các vị bạn bè trong giới truyền thông, tôi xin tuyên bố cho các người một tin tức. Tôi căn bản không phải con trai ruột của Đường Anh Minh tiên sinh. Ngoài ra, tôi lần nữa tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Đường gia. Còn nói đến thuốc phiện sống này, sáng nay tôi lên thuyền nhìn thấy một vài người khiêng những thứ này rồi. Còn là ai? Đó vẫn là mời cục trưởng Cao quyết đoán sau cùng. Đừng hào cường đồ khốn. Lòng lang dạ sói, anh giúp người Nhật, anh chết không yên đâu. Phó cục trưởng Cao, anh dựa vào cái gì nói lô thuốc phiện là do Vinh Hoa chuyển đến? Những lô hàng này được tìm thấy trong kho của anh, không phải là của anh, không lẽ của tôi sao? Có lẽ ai đó đã gài bẫy tôi. Ông chủ đường, anh thật biết đùa. Vinh Hoa này là địa bàn của anh, trên dưới đầy người bảo vệ. Ai có thể du quan cho anh? Ai dám du khống anh chứ? Tôi không tin bên trong những chiếc thùng này đều là thuốc phiện. Tôi phải mở hết ra kiểm tra. Được. Anh không tin? Được. Tôi mở một thùng ra cho anh xem. Người đâu? Mở thùng. Ông chủ đường, dưới đây không còn lời gì để chối rồi. Người đâu? Dẫn người đi. Sao vậy? Ông chủ đường, anh rõ ràng đang ở trước mặt phóng viên, lại muốn chống đối lại việc bắt giữ bằng súng sao? Nếu anh chống lại việc bắt giữ bằng súng, tôi có thể hành pháp ngay tại đây. Người đâu? Lấy súng của chúng xuống cho tôi. Đại ca, đại tiểu thư, tốt hơn hết nên nhớ rõ, bây giờ tôi không phải là người của Đường gia, cũng không phải anh trai cô. Người đâu? Dẫn toàn bộ người đi cho tôi. Chờ đã.
Các người đang làm gì vậy? Các người làm... Phó thị trưởng Diêu, sao anh đến đây? Tôi cũng đang muốn hỏi anh, Phó cục trưởng Cao, anh đang làm gì ở đây? Báo cáo thị trưởng, tôi nhận được thông báo cửa hiệu Vinh Hoa dẫn chuyển thuốc phiện. Tôi đến đây thi hành công vụ. Anh xem, đây đều là bằng chứng. Đây là họ Du Quang. Những thùng khác vốn không phải thuốc phiện. Tôi mở một thùng trước mặt Đường Anh Minh, chứng minh bên trong đều là thuốc phiện. Vì vậy tôi muốn mở tất cả những cái thùng ở đây ra xem. Đây là ông tướng quân đóng quân tại Thượng Hải. Nếu ông tướng quân đã muốn xem, Phó cục trưởng Cao, anh mở lại lần nữa để xem đi. Được. Người đâu? Đến mở. Sao vậy? Ông tướng quân, tôi nói sai à? Những thùng này đều được họ đánh số rồi, những thùng khác không đánh số. Bên trong hoàn toàn không có thuốc. Người nói láo. Mở hết tất cả ra. Không, đừng. Báo cáo, không có, cái này cũng không có. Chuyện này, ông giải thích sau đi. Cái này có thể là, có lẽ kẻ dù không tìm được quá nhiều thuốc phiện. Vì vậy, chỉ xếp đủ vài thùng. Phó thị trưởng Diêu, loại người này đang bảo vệ luật pháp trật tự ở Thượng Hải sao? Là quân nhân đóng quân ở Thượng Hải, tôi thấy không thích hợp. Ông chủ đường là một người yêu nước. Thời điểm khó khăn trong quốc gia này, đối với những kẻ hãm hại người yêu nước, chúng ta phải nghiêm ngặt đến cùng. Tôi tuyên bố bãi bỏ chức phó cục trưởng của anh. Lập tức dẫn anh ta đi. Đợi đã, thị trưởng Diêu, anh không được làm vậy. Đợi đã. Ghi nhớ tình bạn của chúng ta, mọi người hãy chụp lại mọi thứ để toàn bộ người Thượng Hải đều biết kết cục của kẻ lén lút thông đồng với giặc. Dẫn anh ta đi. Không được làm vậy. Phó thị trưởng Diêu, tôi ra sức cơm bưng nước rót cho anh. Sao anh có thể làm vậy? Anh nói mặc kệ thì mặc kệ à, Phó thị trưởng Diêu. Ông chủ đường, tôi đã hiểu rồi. Anh ấy lén lút thông đồng với người Nhật, ngụy tạo chứng cứ. Chuyện hôm nay, bên quân đội sẽ lấy lại công bằng cho ông. Cảm ơn. Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện. Đợi đã. Còn anh ta thì sao? Những thứ này đều do anh ta đem lên thuyền. Ông tướng quân, Phó thị trưởng Diêu, sáng nay tôi đến thuyền đúng lúc gặp được chuyện này. Anh Hậu Kiệt, cậu ta quay về để lấy đồ. Lấy xong rồi để cậu ta đi. Ông tướng quân, Phó thị trưởng Diêu, mời. Phó thị trưởng Diêu, ông cũng không tốt lành gì. Ông đây cơm bưng nước rót bao nhiêu năm trời. Các người đối xử với tôi quá tàn nhẫn. Tôi không cam tâm. Không ngờ ông Chiếu Viên lại đột ngột đến. Thật đáng tiếc. Phó cục trưởng Cao coi như xong đời. Chúng ta đi thôi. Vậy Đường Hào Cường thì sao? Nếu đống châu báu của Đường Anh Minh thật sự vẫn còn, thì chỉ có hắn mới có thể tìm ra. Mặc dù cửa hiệu Vinh Hoa vẫn còn bị kiểm soát trong tay hắn, nhưng Đường Hào Cường nhất định sẽ nghĩ cách giúp tôi kiểm tra Đường Anh Minh cất kho báu ở đâu. Chúng ta quay về chờ đợi thôi. Anh không sợ hắn ta một mình ôm châu báu bỏ trốn à? Tiền Hoàng Đại Di đưa cho hắn đã đủ nhiều rồi. Hắn không phải muốn tiền. Hắn muốn vị trí của Đường Anh Minh và mạng của ông ta. Anh chắc chắn anh ta đang muốn đối đầu với Đường Anh Minh sao? Đường Hậu Cường, cho là anh không phải con ruột của ba, không cần làm anh trai của chúng tôi, nhưng anh cũng là người Trung Quốc. Nếu anh thực sự thông đồng với người Nhật, anh sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi của mình. Tại sao anh làm vậy? Anh có lương tâm không? Anh nói đi. Anh làm người như vậy à? Đường Quang, cô quan tâm loại người này để làm gì? Đồ khốn. Hậu Kiệt. Hậu Cường,
Chú thật không nghĩ đến con lại giúp người Nhật cướp đi cửa hiệu Vinh Quang. Con làm người khác rất thất vọng. Kết cục của phó cục trưởng Cao con cũng thấy rồi. Kẻ phản bội sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Tạm thúc, con xưng hô với chú như giờ không phải con là con trai của Đường Anh Minh, con là con trai của Hoàng Đại Di. Nếu con là mọi người, rời khỏi Thượng Hải còn có thể sống. Bây giờ mọi người bảo vệ cửa hiệu Vinh Hoa thì có nghĩa lý gì chứ? Anh nói nhảm. Người Nhật không thể chiếm được Thượng Hải. Lấy được hay không, không đến được cậu nói. Mang câu này đến hỏi Đường Anh Minh. Quân đội thập cửu lộ sẽ rút khỏi Thượng Hải. Thượng Hải từ nay về sau không còn quân đội Trung Quốc nữa. Cửa hiệu Vinh Hoa cũng vậy. Để tôi gửi cho cậu một câu. Hiểu rõ thế giới thì mới là người tài giỏi. Hậu Cường, Hậu Kiệt, bám theo cậu ấy, xem rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì. Anh ta đã hạ quyết tâm giúp đỡ kẻ thù, không thể giữ lại được. Hậu Kiệt, đừng. Nhận được điện thoại của ông chủ Đường, lập tức báo cáo với đại tư lệnh. Đại tư lệnh ra lệnh tôi nhất định bảo vệ tốt ông chủ Đường. Ông chủ Đường là một nhân sĩ yêu nước, điều này được mọi người biết đến ở Thượng Hải. Cửa hiệu Vinh Hoa từ lúc mở cửa đã không được bình yên, chuyện này ai cũng biết. Vì vậy đại tư lệnh ra lệnh tôi hợp tác với phó thị trưởng Diêu, phải điều tra kỹ càng, ai đổ lỗi thì phạt người đó. Nếu giết người vô tội, đặc biệt là những người yêu nước, những người lính của quân đội thập cửu lộ chúng tôi tuyệt đối không đồng ý. Tôi vô cùng cảm ơn ông tướng quân và phó thị trưởng Diêu. Nếu hai người không đến kịp thời, cửa hiệu Vinh Hoa của tôi sẽ rơi vào tay của phó cục trưởng Cao. Anh ta và người Nhật Bản cấu kết chuẩn bị băng đứng Thượng Hải. Chúng tôi sớm đã có chứng cứ, lần này cuối cùng cũng để bọn tôi có cơ hội tóm anh ta. Ông tướng quân góp phần kháng chiến, hôm nay lại cứu tôi. Việc công việc tư đều như nhau, tôi vô cùng cảm kích. Ông chủ Đường, những gì tôi làm cho ông, những gì ông làm cho cuộc chiến ở Thượng Hải, trong lòng chúng tôi biết rõ. Chúng tôi mới là người cảm ơn ông. Có thể vì ông mà làm chút chuyện này là vinh hạnh của chúng tôi. Không dám, không dám. Cáo từ ông chủ Đường. Gần đây có khả năng sẽ có nhiều thay đổi. Ông chủ Đường, ông phải cẩn thận. Anh yên tâm, tôi vẫn là câu nói đó, vạn tử bất tử. Đây là bản đồ của Nhật Bản bố trí tại Thượng Hải. Tôi đã phải mất rất nhiều công sức mới có được nó. Ông chủ Đường, những chuyện tôi hứa với ông, tôi đều đã làm. Nếu không phải tôi và ông tướng quân đến kịp lúc, e rằng chuyện hôm nay khó mà xử lý. Tôi sẽ đưa tiền cho anh ngay. Khi nào anh rời khỏi Thượng Hải? Tôi nhận được mệnh lệnh của cấp trên, ra lệnh tôi tiếp tục ở lại Thượng Hải. Tôi cũng đành tiếp tục ở lại. Vậy anh giao phó cục trưởng Cao cho bên quân đội, anh không sợ người Nhật sẽ tìm anh gây rắc rối sao? Bây giờ tôi chỉ đành sống ngày nào hay ngày đó. Hôm nay ai nói gì tôi nghe đó. Còn chuyện ngày mai thì tôi không biết. Hơn nữa phó cục trưởng Cao chỉ là một binh sĩ. Ông chủ Đường, ông nghĩ có đúng không? Súng không phải là đồ chơi. Cậu cùng Vũ Linh và Đường Quang mau chóng rời khỏi Thượng Hải. Đi xa một chút. Đi càng xa càng tốt. Vũ Linh là vợ của anh. Anh đang nói gì? Có một chuyện dường như vẫn chưa nói rõ. Đường gia hiện giờ không còn quan hệ gì với tôi. Cậu là đại thiếu gia của Đường gia. Người phụ nữ này rất tốt, tặng cậu.
Cho cô làm vợ đại thiếu gia không phải chuyện tốt sao? Đồ vô lại. Để anh ta cút. Hầu Kiệt, anh ta muốn lấy thứ gì cứ để cho anh ta lấy. Giờ hãy đặt súng xuống. Đây là cabin của ba. Anh muốn lấy cái gì? Bên trong có thứ là đồ của tôi. Đồ gì? Bài vị cha tôi. Về nhà rồi. Học Cường, sao anh cầm theo cả bài vị đi? Ông ấy là cha tôi. Tôi phải để ông ấy nhìn thấy tôi làm sao đánh bại Đường Anh Minh. Sao hôm nay anh đột nhiên tuyên bố rời khỏi Đường gia? Đường Anh Minh buôn lậu thuốc phiện. Nếu tôi không gỡ bỏ quan hệ với ông ta, không phải tôi cũng bị bắt sao? Tôi định để anh xuất hiện với thân phận người thừa kế của Đường gia. Thôi bỏ đi. Sao rồi? Tìm được châu báu được cất giữ ở đâu chưa? Đại ca, cậu ta đem bài vị đi rồi, xem ra trong lòng phải trả thù cho đại di. Cậu ấy nói với cậu thế nào? Cậu ấy nói không bao lâu nữa sẽ không còn quân đội Trung Quốc đóng quân ở Thượng Hải. Cửa hiệu Vinh Hoa cũng không phải chỗ yên vui nữa. Đến lúc đó, chúng ta chắc chắn sẽ không thể ngăn người Nhật lên tàu. Nghĩ đi nghĩ lại, những chuyện này đương nhiên là Murata nói với cậu ấy. Nếu thật sự là vậy, đại ca, Vinh Hoa thật sự không giữ được. Yên tâm đi, chúng ta vẫn chưa đến lúc cùng đường.
Cậu chắc chắn không? Phần đáy thuyền của Dinh Hoa thật sự có một số tầng tối, một số súng đạn được cất do Đường Anh Minh chuẩn bị cho những cuộc chiến bất ngờ. Tôi cũng đang nghĩ ông ấy sẽ giấu số châu báu kia ở đâu. Chúng nhất định phải được giấu ở một nơi mà ông ấy có thể nhìn thấy. Vì vậy tôi nghĩ đến chiếc bài vị này. Lúc tôi đi lấy tấm bài vị, đặc biệt để ý đến sau bài vị có một khoang tối. Nếu không ngoài dự đoán thì số châu báu đó có lẽ nằm dưới khoang tối đó. Hậu Cường, nếu thật sự cậu giúp tôi có được số châu báu đó, tôi tuyệt đối không quên ơn. Không được quên ơn để tôi làm chủ tịch Hiệp hội Thương mại Thượng Hải. Hậu Cường, tối nay tôi hẹn Phó Thị trưởng Diêu cùng dùng bữa, cậu cũng đến dự đi. Phó Thị trưởng Diêu, Phó Cục trưởng Cao đã không còn tác dụng gì nữa, tôi phải tìm một kẻ biết nghe lời. Ngài Murata, Phó Thị trưởng Diêu chính là một kẻ ba phải. Gió chiều nào theo chiều đó. Mời vào. Đường thiếu gia, có một cô gái tên Vũ Linh để lại cho anh một lá thư. Lui đi. Hậu Cường, cậu nghỉ ngơi trước, tôi đi đây. Dì ca, Vũ Linh cô ấy sẽ không nghỉ quẩn chứ? Không đâu, cô ấy nói sẽ sinh đứa trẻ này ra một mình nuôi dưỡng. Sao cô ấy ngốc vậy? Bây giờ ở ngoài rất hỗn loạn, sao có thể nuôi lớn một đứa trẻ? Đúng vậy, cô ấy nói Hậu Cường xin lỗi Đường gia. Cô ấy mang thai con của Hậu Cường. Cô ấy không có mặt mũi nào sinh đứa trẻ này ở Đường gia. Vì vậy để tiền và đồ trang sức ở lại, cô ta có thể tự mình nuôi đứa nhỏ. Dĩ ca, chúng ta phải tìm cô ấy về. Một mình cô ấy có thể đi đâu được chứ? Đừng nói nữa, mau xuống thuyền đi tìm đi. Hậu Cường, giữa em và Hậu Kiệt thật sự không có gì cả. Ngoài anh ra, cả đời này em không có người đàn ông nào khác. Dù anh có nhận hay không nhận đứa con này, em nhất định cũng sinh nó. Nếu anh nói anh không phải người của Đường gia, em đương nhiên sẽ không để đứa con này lớn lên ở nhà họ Đường. Nếu không, em sợ sau khi con lớn sẽ có vận mệnh giống như anh. Trước đây em luôn nghĩ có tiền mới có những ngày tháng bình an. Vì vậy trong lòng em mới muốn trở thành thiếu phu nhân của Đường gia. Nhưng bây giờ xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, em mới hiểu vốn dĩ tiền không mua được bình yên. Ngài Murata, tôi không muốn gặp lại người phụ nữ này. Để cô ta cút đi. Hậu Cường, tôi biết mặc dù anh nói không muốn gặp vợ anh, nhưng trong lòng anh nhất định đang nhớ cô ấy. Đàn ông mà, bao giờ cũng cần thể diện, không tiện nói ra muốn giữ lại cô ấy. Hôm nay tôi đến đây chính là làm người quà giải, mang Vũ Linh đến cho anh. Ngài Murata, thật sự trong lòng tôi có chút không nỡ rời khỏi cô ấy. Tôi còn xem bức thư này,
Cô ấy nói đứa con là của tôi, nhưng tôi tận mắt thấy cô ấy và Hào Kiệt cùng nhau thân mật, bị tôi bắt gặp ngay hiện trường. Nếu chuyện thật sự vậy thì đó là chuyện sỉ nhục lớn nhất đối với đàn ông. Anh giết cô ấy đi, để đổi lại thanh danh của anh. Nếu anh thực sự nghĩ đứa con không phải của anh có thể giết em. Em chắc chắn sẽ không trả oán. Hậu Cường, anh không ra tay có nghĩa là trong lòng anh không mấy tuyệt tình. Hậu Cường, tôi giúp vợ chồng anh đoàn tụ cũng chính là làm chuyện tốt đó chứ. Tại sao anh làm cho người Nhật? Anh đã trở mặt đến nỗi em không nhận ra. Ở trong phòng đừng đi đâu. Muốn ăn món gì, gọi điện thoại cho người mang lên. Nào, Phó Thị trưởng Diêu, vì hợp tác vui vẻ sau này của chúng ta, cạn ly. Số báo đặc biệt, Đường Anh Minh, chủ tịch của cửa hiệu Vinh Hoa bị ốm nặng. Đường Hậu Cường lên làm chủ tịch phòng thương mại Thượng Hải. Đường Hậu Cường đọc diễn văn nhậm chức phòng thương mại Thượng Hải, nồng nhiệt chào đón. Quân đội Nhật Bản đóng tại Thượng Hải, giúp Thượng Hải đổ bộ. Anh định bao giờ tấn công? Đường Anh Minh hiện đang được bảo vệ bởi quân đội thập cửu lộ, hiện giờ rất khó tấn công. Nhưng sau một khoảng thời gian, quân đội thập cửu lộ sẽ rút phòng thủ, lúc đó tấn công sẽ dễ dàng hơn. Anh nói rất đúng. Ngoài ra, ngày Murata, trước khi quân đội của anh tiến vào Thượng Hải, tốt nhất đừng gây ra bất kỳ sự cố lớn nào. Chuyện này không cần anh nhắc, tôi cũng biết. Đại ca, Lão Tam, em nhanh chóng thu dọn những thứ này cùng Hào Kiệt rời thuyền. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Bây giờ chưa có. Anh dự đoán không qua 2 ngày nữa, người Nhật sẽ cưỡng chế lên thuyền. Vì vậy mọi người phải rời đi. Còn anh, yên tâm đi. Người Nhật muốn đuổi anh đi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Anh sẽ có cách. Lão Tam, em đi dục Bào Thiên Bằng, hãy mang tiền đến cho anh ngay. Ba, mọi người chuẩn bị xong rồi, ở tại phòng khách. Đi. Các vị huynh đệ, mọi người cùng Đường Anh Minh tôi giàu sinh ra tử, đấu tranh đẫm máu mới làm ra công việc kinh doanh gia đình ngày hôm nay. Hôm nay tôi muốn nói với mọi người, tất cả đều là anh em của tôi. Tôi chân thành cảm ơn mọi người vì tất cả những gì đã làm cho Đường gia, cho Vinh Hoa. Bây giờ Vinh Hoa
đang ở trong tình thế bấp bênh, đã trở thành một cái gai trong mắt người Nhật. Họ luôn muốn chiếm giữ cửa hiệu Vinh Quang. Bọn họ sẽ nhanh chóng lên thuyền. Tôi yêu cầu tất cả rời khỏi đây ngay bây giờ. Chúng tôi không đi, chúng tôi ở lại, chúng tôi chiến đấu với họ. Tôi không thể để mọi người liều mạng. Chính phủ đều đã không chống cự lại người Nhật Bản rồi. Chúng ta chỉ có vài người như vậy, có thể chiến đấu được không? Ở đây có mấy chục ngàn bạc, mỗi người lấy một ít. Ai có người thân thì lấy nhiều hơn. Dùng số tiền này đi đến một nơi, ổn định cuộc sống gia đình sau này. Lão già, chúng tôi không đi, chúng tôi chết sống cùng cửa hiệu Vinh Quang. Lão già, tôi không nhà, không nghề, tôi ở lại. Trước đây ông cứu cha tôi nói chỉ cần ông ở lại thì tôi sẽ không đi. Lão già, mọi người đi cùng ông, dù ông đi đến đâu, chúng tôi sẽ đi theo. Lão già, chúng tôi không đi. Tình cảm của mọi người, tôi mãi mãi không quên. Nếu mọi người vẫn coi tôi là lão già, tất cả hãy cầm tiền và rời đi. Nhưng có một câu mọi người phải ghi nhớ: chúng ta đều là người Trung Quốc. Bất kể kinh doanh loại hình gì, kiếm tiền gì đi nữa, cũng không được làm hãng gian, không được kinh doanh trái lương tâm, đạo đức. Nếu trong số các vị có người làm không được, để Đường Anh Minh biết, thì tôi sẽ không tha thứ. Ba, tại sao giải tán tất cả mọi người? Con không cần quan tâm. Đi gọi Quang Nhi và Mạnh Thao quay về. Ba có chuyện cần tìm chúng. Bọn họ xuống thuyền rồi. Giờ đã là khi nào rồi mà còn đi lung tung? Gọi chúng về. Sao rồi? Đại ca, Bảo Thiên Bằng đã gửi mọi thứ đi rồi tắt điện thoại. Nhưng em nghe giọng điệu không phải của anh ta. Dường như có tiếng. Không lẽ có chuyện gì xảy ra? Không phải chứ. Mặc dù không trở thành thông gia, nhưng anh ấy luôn lịch sự với tôi. Lão gia, đây là Bào gia, lão gia đặc biệt phái người gửi đến trong. Lui đi. Em quen không? Không quen. Ông chủ đường, đây là đầu của một người họ Đổng, trị giá 2 triệu. Anh ta là quý đại công tử đặc biệt phái tới dụ dỗ nhị tiểu thư nhà tôi, nhằm tạo tai tiếng, quỷ hồn. Nhị tiểu thư nhà tôi bị mê muội, quỷ hoại thanh danh của nhà tôi. Nhị tiểu thư không chịu được nhục nhã, uống thuốc độc tự tử. Sau khi tiêu hết số tiền đường thiếu gia cho, tên ác ôn này tuyệt vọng muốn quay lại dụ dỗ con gái tôi. Sau khi bị tôi bắt được, hắn đã thú nhận mọi chuyện. Tôi ra lệnh cho hắn để lại lời khai và chặt đầu hắn gửi đến đây. Phí tang lễ của tôi làm cho nhị tiểu thư là 2 triệu. Từ nay về sau, gia đình tôi và anh từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Tôi muốn kết thân với Bào gia, ép Hậu Cường đính hôn. Không ngờ lại có kết quả như vậy. Đại ca, chúng ta phải làm sao? Lão Tam, nhanh chóng đưa Hào Kiệt và những người khác đến ngôi nhà cũ ở thị trấn Đại Hà, càng nhanh càng tốt. Được. Cha cô không muốn cô tự ý xuống thuyền. Cô nói cô chạy đi đâu vậy? Dù gì tôi cũng phải đi. Nếu anh sợ thì quay về đi. Tôi không sợ.
Tôi chỉ cảm thấy cô phải nên nói với cha cô một tiếng. Tôi nói ông ấy không cho đi, dù sao ông ấy cũng không biết. Triệu Mai, đừng quan, cô đến rồi. Đi thôi. Gọi ngay cho cảnh sát để giải tán những kẻ bạo loạn trước lãnh sự quán. Ngay lập tức. Phải dẹp hết cho tôi. Khốn kiếp. Đưa tôi đến khách sạn Hakoku. Tôi biết rồi. Tôi lập tức đưa người qua đó. Ba người các cậu ở lại đây. Vũ Linh, anh phải ra ngoài. Anh đi đâu? Đại thiếu gia, anh ra ngoài làm việc hả? Có cần ba người chúng tôi đi chung không? Các anh ở lại đây chăm sóc tốt đại thiếu phu nhân. Trước khi tôi trở về, không cho bất cứ ai vào phòng, hiểu chưa? Rõ. Alo, Cục trưởng Trần. Anh lập tức phái cảnh sát đến lãnh sự quán Nhật Bản. Học sinh ở đó đang gây rối. Nhưng đừng động thủ. Hù dọa bọn họ một phen được rồi. Muốn động thủ thì để tự ngài Murata động thủ. Được, như vậy nha. Hỡi các đồng bào, các chị em, thật sự là người Nhật giết hại đồng bào chúng ta, chiếm lĩnh lãnh thổ nước ta ở ba tỉnh Đông Bắc. Bọn chúng không bằng cầm thú, giết người phóng hỏa cướp bóc, giống Bát Quốc Liên Quân năm đó, thậm chí còn tệ hơn. Bây giờ bọn giết người không chớp mắt này muốn đóng quân ở Thượng Hải, vậy mà chính phủ chúng ta lại bán nước cầu dinh, bán lãnh thổ quốc gia. Chúng ta có thể đồng ý không? Không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý. Báo cáo, học sinh vẫn đang gây rối ở trước cổng. Người ở cục cảnh sát phái đã đến nơi, bây giờ phải làm gì? Được, cậu đi thông báo với Đường Hào Cường, bắt em gái anh ta lại. Tôi muốn để cho Đường gia biết Đường Hào Cường đã bắt cóc Đường Quan. Rõ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải dùng thân thể của chúng ta bảo vệ quốc gia. Yêu cầu chính phủ không thể chuyển nhượng chủ quyền. Trung Quốc vĩnh viễn là của người Trung Quốc. Bảo vệ quốc gia, trả lại đất nước. Bảo vệ quốc gia, trả lại đất nước. Đường thiếu gia, chúng ta động thủ không? Không thể làm học sinh bị thương. Không đánh bọn họ, nhất định bọn họ không đi. Bắn hai phát súng lên trời đi. Đừng làm lớn sự việc. Trước khi quân đội Nhật Bản vẫn chưa đến, giữ hiện trường ổn định. Không thể để xuất hiện bất cứ tai tiếng gì. Ở trong đó có rất nhiều phóng viên. Lúc hành động cần phải cẩn thận. Đi đi. Đi. Bảo vệ quốc gia, trả lại đất nước. Bảo vệ quốc gia, trả lại đất nước. Bảo vệ quốc gia, trả lại đất nước. Mọi người lui xuống. Tất cả mọi người nghe đây. Tân chủ tịch thương hội ngài Đường Hào Cường khuyên nhủ các vị lập tức rời khỏi đây. Đi mau. Hỡi đồng bào, chúng ta đều là người Trung Quốc. Chính mảnh đất này đã nuôi lớn chúng ta. Các vị thật sự nhẫn tâm nhìn anh em đồng bào của chúng ta bị người Nhật dẫm đạp? Chúng ta nên đoàn kết một lòng chống lại kẻ thù xâm lược nước ta, bảo vệ đồng bào chúng ta. Đúng, người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc. Người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc. Bảo vệ quốc gia, trả lại đất nước. 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 Hành động, rõ. Các vị đều là người Trung Quốc có máu có thịt, đều là người Trung Quốc có lương tri. Sao các người nhẫn tâm hướng họng súng vào anh em đồng bào của mình chứ? Chúng ta nên đoàn kết một lòng đánh đuổi người Nhật Bản đi. Đúng, đánh đuổi người Nhật Bản. Đánh đuổi người Nhật Bản. Đánh đuổi người Nhật Bản. Triệu Mai, Triệu Mai, Triệu Mai. Đừng quan, thôi đi, chạy đi. Chạy đi.
chạy mau. Chạy đi. Đi, đi theo anh. Đường quan, đường quan. Đường quan. Chuyện gì? Đường quan bị Hầu Cường bắt đi rồi. Thả tôi ra. Quân bán nước, thả tôi ra. Đường quan. Đường quan. Đường quan. Mạnh Thâu, đừng đuổi theo. Cậu không sao chứ? Không. Chúng ta về thuyền. Đi. Tam Thúc, Tam Thúc, mau giúp cậu ấy xem một chút. Cậu ấy bị thương rồi. Xảy ra chuyện gì? Đường quan đâu? Lúc nãy Đường quan tham gia cuộc biểu tình chống Nhật, bị Đường Hầu Cường bắt đi rồi. Cái gì? Như vậy là sao đây? Đại thiếu gia, tôi chỉ đi vào muốn đợi anh ở đây. Bọn họ làm vậy với tôi. Thuộc hạ của Đường đại thiếu gia quả nhiên là trung thành tận tụy. Vô cùng xin lỗi ngài Murata. Thu súng lại. Đại thiếu gia, thu lại. Đưa súng cho tôi. Rất xin lỗi ngài. Người anh tìm lúc nãy tại sao không động thủ? Nếu không phải thuộc hạ của tôi nổ súng, đám bạo dân đó nhất định không chịu giải tán. Ngài Murata, hiện trường có nhiều phóng viên như vậy, nếu như làm âm sự việc lên, anh không sợ phía trên truy xét trách nhiệm anh sao? Phóng viên thì sao? Chính phủ Anh Pháp đã quyết định không can thiệp lễ đóng quân của Nhật Bản ở Thượng Hải. Nơi đây chính là thiên hạ của chúng ta. Hầu Cường, không phải anh trở nên mềm lòng rồi chứ? Ngài Murata, tôi không quan tâm chính trị. Tôi chỉ quan tâm có thể nhanh chóng lật đổ Đường Anh Minh. Tôi nghe nói ngày mai bọn họ sẽ tiếp tục bãi công đình công, vẫn tiếp tục ra bến tàu kháng nghị quân đội của chúng ta lên bờ. Ngài Murata, việc này anh có thể yên tâm. Ngày mai việc như vậy sẽ không xảy ra. Còn nữa, với việc nên tiếp quân đội Nhật Bản của anh tiến vào đóng quân ở Thượng Hải, tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Như vậy vẫn chưa đủ. Tôi muốn tân chủ tịch thương hội anh dẫn theo đại biểu thương hội cùng đến bến tàu nghênh đón. Được, tôi biết rồi. Đại thiếu phu nhân đâu? Cô ấy vẫn luôn trong phòng, không ra ngoài. Đại thiếu gia, chúng tôi đã suy nghĩ, hay là chúng ta đi đi. Tại sao? Đại thiếu gia, lúc chúng ta xuống thuyền, lão gia đã nói làm gì cũng được, không làm hán gian. Tiền cũng có thể kiếm, tiền trái lương tâm không thể kiếm. Các cậu cho rằng tôi đang làm hán gian phải không? Ngày mai, ngày mai các cậu đi đi. A Lương, A Đức, em gái tôi bây giờ đang ở trong xe phía dưới. Đưa nó lên lầu, sắp xếp cho nó một căn phòng. Không được cho nó ra khỏi phòng, nhớ chưa? Rõ. Ba, chúng ta nghĩ cách cứu Đường Quang ra. Hầu Cường thật sự sẽ giết Đường Quang hả? Bây giờ anh ta mất trí rồi. Anh ta đem tay chân đến lãnh sự quán. Chúng ta thuyết phục tay chân không động thủ. Bọn họ cũng đã đồng ý. Đường Hầu Cường trốn ở trong tối, đã nổ súng bắn chết Triệu Mai. Ba xem đi. Anh ta còn nói ba bị bệnh nguy kịch. Còn nói cái gì hoan nghênh quân đội lên bờ. Thật vô liêm sỉ. Họ sẽ không có cơ hội ra tay với chúng ta đâu. Nhưng một khi chúng ta xuống thuyền thì sẽ trúng mưu kế của bọn họ. Đại ca, hay chúng ta cứ tạo ra một cái cớ là anh bị bệnh nặng để bọn họ lên thuyền, sau đó chúng ta lại quyết định tiếp.
Ngày mai bến tàu vẫn có kháng nghị. Đúng. Giống vậy chúng tôi định đi cùng nhau. Lão gia. Lão gia. A Hổ, không phải cậu đi rồi sao? Lão gia, tôi đến đây có chuyện muốn nói với ông. Đại tiểu thư cô ấy, Đường Quang ở đâu? Dừng tay. Cậu nói đi. Đại thiếu gia đưa tiểu thư vào khách sạn Bắc Quốc. Nó không làm gì Đường Quang chứ? Anh ấy trói đại tiểu thư lại rồi. Đại tiểu thư luôn miệng mắng anh ấy. Đại thiếu gia để cho A Lương bọn họ trông chừng cô ấy. Lão gia, chúng tôi vốn dĩ đều là người của đại thiếu gia, nhưng mà tôi cảm thấy anh ấy giúp người Nhật làm việc. Bây giờ ông muốn cứu đại tiểu thư, chúng tôi lập tức đi. A Hổ, cậu đứng lên. Cậu nói tôi nghe, bên trong đó có những ai? Trước cổng có mấy người Nhật canh chừng. Đại thiếu phu nhân cũng ở đó. Tôi biết rồi. Cậu về trước đi. Tối nay tôi sẽ cho Hào Kiệt và Mạnh Thao đi cứu nó. Lão gia, tôi biết rồi. Tôi về trước đây. Lão Tam, tối nay dẫn Hào Kiệt và Mạnh Thao, nhất định phải cứu Đường Quang ra. Sau đó lái xe đến nhà cũ ở trấn Đại Hà. Về Đại Hà. Đúng. Sau khi về đến Đại Hà, kêu Hào Kiệt giúp em lấy món đồ anh cất giữ ở đó ra. Ba, là đồ gì? Châu báu ba cướp được từ trong tay Murata. Em gái, ăn chút gì đi. Tôi không ăn. Tôi không muốn ăn đồ của tên Hán Giang. Vũ Linh, cô biết không, chính hắn đã cho người bắn chết bạn học tốt nhất của tôi. Cô ấy kêu gọi mọi người cùng nhau chống quân Nhật nên bị bọn họ bắn chết giữa đám đông. Triệu Mai không phải do anh bắn chết, do anh chỉ thị thôi. Như vậy thật sao? Hậu Cường, bây giờ anh không phải anh trai tôi. Tôi muốn đi về nhà. Anh lập tức đưa tôi về, anh có nghe không? Ngồi xuống. Anh buông tay ra. Tôi muốn về nhà cũ của tôi. Buông tay ra. Hậu Cường, anh có thể đối xử với em gái mình như vậy à? Tôi không phải em gái của anh ta, càng không giống anh ta làm hán gian cho các người. Đám người Nhật các người đừng mơ mộng giữa ban ngày. Xem ra người của Đường gia đều rất cá tính. Ngài nói vậy là ý gì chứ? Không có gì cả. Thượng tá Sagawa của Nhật Bản chúng tôi vô cùng tán thưởng anh. Ngài ấy muốn gặp anh. Ngài ấy đang ở Hồng Lâu đợi anh. Tôi đi trước. Anh lập tức qua đó. Tôi sẽ đi ngay. Tôi muốn về nhà. Anh thả tôi ra. Nghe đi, nếu em còn ồn ào, anh sẽ đánh em. Buông tôi ra. Trông chừng tất cả mọi người cho tốt, không được sai sót. Rõ. Nhị thiếu gia, tình hình sao rồi? Căn nhà đều bị Nhật bao vây, lính gác rất nhiều. Nếu không có chuyện gì đừng nổ súng, nếu không chúng ta rất khó thoát thân. Chúng ta làm sao để vào? Đi theo tôi. Hậu Kiệt, cẩn thận đó.
hổ. Anh làm cái gì vậy? Bây giờ anh không có nhiều thời gian để giải thích. Nghe đây, đưa chị dâu của em và Đường Quang đi. Đến một nơi nào bảo vệ bọn họ thật tốt. Nhớ lấy. Hậu Cường, em không đi, em muốn ở cùng anh. Vũ Linh, nghe kỹ đây. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải sinh con ra. Nghe lời anh. Đi với em đây anh. Đi ngay bây giờ. Vậy muốn đi chúng ta cùng đi. Đại ca, chúng ta cùng nhau đi. Hậu Kiệt, đưa chị dâu của em và Đường Quang nhanh chóng rời khỏi đây. Một khi nghe tiếng súng, quân Nhật sẽ lập tức đến. Nếu như bây giờ không đi, ai cũng sẽ không đi được. Rõ chưa? Em không thể để một mình anh ở lại đây. Anh có cách của anh. Đi ngay đi. Hậu Cường, đi. Hậu Cường. Hậu Cường. Hậu Cường. Hậu Kiệt, mở cửa. Lên xe nhanh. Hậu Cường đâu? Hậu Cường kêu chúng ta đi trước. Chúng ta hiểu nhầm anh ấy rồi. Anh ấy không phải hắn giặc. Hậu Cường, xảy ra chuyện gì? Anh còn muốn hỏi tôi chuyện gì à? Vợ tôi đâu? Đường Quang đâu? Quân nhân đại đế quốc Nhật Bản các người, ngay cả hai người phụ nữ cũng không trông chừng được sao? Khốn nạn! Báo đặc biệt, binh lính Nhật Bản bị ném bom. Tổng tư lệnh Nhật Bản đại tướng Shirakawa trúng 204 mảnh đạn, toi mạng rồi. Báo đặc biệt. Sau khi chúng ta đến Thượng Hải, chưa bao giờ quay lại nơi này. Vậy tại sao ba vẫn luôn giữ lại căn nhà cũ này? Đây có lẽ chính là truyền thống mà người Trung Quốc chúng ta thường nói lá rụng về cội. Có lẽ cha con cũng cho rằng sớm muộn sẽ có một ngày ông ấy cũng sẽ trở về đây.
Đây chính là châu báu. Không đúng. Có khi nào bị mất trộm rồi không? Đây là tín vật mang theo bên người của ba người bọn ta khi kết nghĩa. Trên mấy tờ giấy này ghi bát tự ngày sinh của ba người bọn ta. Vậy số châu báu mà ba nói đâu? Có khi nào ông ấy nhớ sai chỗ rồi không? Tam thúc, có khi nào là không thể nào? Cha con nhất định sẽ không nhớ sai chỗ. Ông ấy nhất định là có chuyện gì trọng đại, cố ý để chúng ta rời khỏi. Bây giờ chúng ta quay về. Đứng lại. Cha con muốn chúng ta đi xa như vậy, nhất định có quyết định trọng đại của ông ấy. Như vậy đi, Quang Linh và Vũ Linh ở lại, Hào Kiệt, Mạnh Thao đi với chú. Tam thúc, muốn đi chúng ta cùng đi. Đúng, chúng ta cùng đi. Đúng, Tam thúc, chúng ta cùng đi. Đi. Tướng quân Akimizu, vị này là chủ tịch thương hội mới nhậm chức ở Thượng Hải, đường Hậu Cường tiên sinh. Anh ấy đại diện với kinh doanh Thượng Hải đến nghênh tiếp chúng ta, quân đội thần thánh của Đại Đế quốc Nhật Bản. Tốt, rất tốt. Anh Đường, con tàu Vinh Hoa này là của anh sao? Ngài tướng quân, con tàu này là của Đường gia, nhưng bây giờ tôi chuẩn bị dâng tặng nó cho ngài tướng quân. Tướng quân Akimizu, ông chủ lúc đầu của con tàu Vinh Hoa, Đường Anh Minh, vẫn luôn phản đối anh Đường Hậu Cường dâng tặng con tàu cho chúng ta. Phản đối? Vậy thì giết ông ta. Rõ. Tướng quân Akimizu, xin chào. Vị này là chủ tịch ban đầu của Vinh Hoa, ông Đường Anh Minh. Sao? Thì ra là ông không muốn tặng con thuyền này cho chúng tôi. Không có chuyện đó. Tướng quân đừng nghe người khác nói bậy. Tôi không những muốn tặng con thuyền này cho các ngài, tôi còn muốn tặng thêm cho các ngài bảo vật tôi cất giữ từ lâu. Bảo vật? Lô bảo vật này là châu báu quý giá hiếm gặp, tôi đã cất giấu nhiều năm. Tốt, vô cùng tốt. Tôi nghe nói con tàu này đẹp vô cùng. Bây giờ ông còn muốn tặng châu báu cho chúng tôi. Ông xứng đáng làm bạn chí cốt. Tôi đã chuẩn bị xong nghi lễ bàn giao chính thức. Tướng quân, xin mời. Hồng Cường, Đường Anh Minh đang âm mưu gì? Ngày mưa ra ta, Đường Anh Minh sở dĩ làm như vậy chẳng qua là sợ anh giết ông ta. Ông ta tặng nó cho ngài Akimizu mới có thể giữ lại cái mạng của mình. Vậy làm sao đây? Akimizu nhất định để mắt đến lô châu báu này không rời. Ngài Murata, đợi lát nữa nghi lễ bàn giao xong, anh nhất định phải đưa Đường Anh Minh đến văn phòng dưới tàu giao cho tôi, để tôi xử lý. Vậy châu báu của tôi thì sao? Tất cả cứ yên tâm, lợi ích của chúng ta ràng buộc với nhau, anh sẽ có được châu báu của anh. Quân đội Đại Đế quốc Nhật Bản chúng ta, vì mục đích đồng thịnh vượng Đại Đông Á, theo lời mời của chính phủ Trung Quốc đến Thượng Hải. Từ nay về sau, Thượng Hải là ngôi nhà chung của chúng ta. Chúng ta nhất sẽ bảo vệ an toàn cho mọi người. Vì để tỏ lòng chào mừng quân đội Đại Đế quốc Nhật Bản, ông chủ Vinh Hoa, ngài Đường Anh Minh
quyết định giao Vinh Hoa cho chúng ta sử dụng không điều kiện. Tôi tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, Vinh Hoa sẽ đổi tên thành Hoa Anh Đào. Tiếp sau đây, mời ngài Đường Anh Minh đọc diễn văn. Ngài Akimizu, khi nãy ngài nói với tôi, sớm đã nghe nói về con tàu này. Xem ra các vị thích con tàu này đã rất lâu rồi. Hôm nay tôi sẽ giao con tàu này cho các vị. Anh Murata, các anh vừa lòng rồi chứ? Ngài Akimizu, con tàu này đã là của các ngài rồi. Tốt, rất tốt. Ông Đường, vừa nãy ông nói rất hay. Tôi hy vọng ông có thể ở lại đây. Đại đế quốc Nhật Bản chúng tôi cần sự phối hợp của ông. Con tàu này đã là của các ngài, tôi ở lại cũng không có tác dụng gì. Tác dụng rất lớn. Nếu như người Trung Quốc không hợp tác thì cần người như ông đi dạy dỗ bọn họ. Ông chủ Đường, nếu như tướng quân kêu ông ở lại thì ông nên ở lại. Chúng ta vào thuyền nói chuyện hợp đồng tiếp theo. Tôi và anh không có việc gì để bàn. Ông chủ Đường, dựa vào tình báo của tôi ngày hôm nay, vụ nổ ở công viên Hồng Khẩu hôm nay có liên quan đến ông. Bây giờ tôi hoàn toàn có lý do để bắt ông. Thì ra là cậu. Biểu hiện của ông chủ Đường hôm nay rất đặc sắc. Có thể khom lưng khuỵu gối ở trước mặt trưởng ban Akimizu, thật sự hiếm thấy. Thế nào, đứa con trai bỏ đi kia của ông cùng với đứa con gái kia của ông chạy đi đâu rồi? Hậu Cường, người giao cho anh rồi. Các người đừng ôn chuyện cũ quá lâu. Anh Murata, anh nói cái lão già này làm quản gia cho tôi thì sao hả? Anh xem mà làm. Ra cửa quẹo phải, khoang trong cùng chính là khoang của anh. Thứ anh cần ở trong đó. Ba, đệ đệ của con bọn họ sao rồi? Ở thị trấn Đại Hà, con có thể đi tìm họ. Đợi chúng ta làm xong việc, chúng ta cùng đi tìm. Murata, anh thật sự cho rằng tôi sẽ đầu quân sao? Bây giờ có thể nói cho anh biết, cha của tôi, ông Hoàng Đại Di trước khi chết, đã dùng máu của mình
viết tên của ông. Akimizu sẽ không tha cho anh. Anh... Tốt, rất tốt. Tôi muốn đặt trụ sở chính ở đây. Hậu Cường, đây là toàn bộ tài sản của Đường gia. Hôm nay bà giao nó cho con. Đường gia xin nhờ vào con. Ba, ý ba là gì? Con tàu này không thể giữ được nữa. Ba không thể để nó cho quân Nhật. Rốt cuộc ba muốn làm gì? Cho nổ nó. Thuốc nổ đã được chôn xong rồi, chính là ở đây. Hậu Cường, từ thời gian châm lửa cho tới khi phát nổ chỉ có nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ phải có người ứng phó với Akimizu, bảo đảm có thể giết chết ông ta. Hậu Cường, con hãy đốt hương đi, đem theo đồ lập tức rời khỏi đây. Ba, bây giờ bọn người Nhật tin con. Con đi ứng phó với Akimusa, ba đem đồ đi đi. Hậu Cường, đừng tranh giành nữa. Hậu Cường, oán hận của ba con đối với con trong quá khứ, con đừng để trong lòng. Bây giờ ba chỉ có một tâm nguyện, sau này con sẽ đưa con của con đến bờ biển thăm ba, kêu ba một tiếng ông nội, ba thấy mãn nguyện rồi. Ba già rồi, mệt rồi, mẹ con vẫn đang đợi ba. Ba đi tìm mẹ con. Ba, con sẽ không đi một mình để lại ba trên tàu. Muốn đi chúng ta cùng đi. Hậu Cường, đừng tiếp tục cãi lời nữa, nếu không chúng ta không ai đi được đâu. Hậu Cường, Akimizu đang đợi ba. Một khi ba đi, bọn họ nhất định nghi ngờ. Tất cả mọi sự cố gắng của chúng ta sẽ phí công vô ích. Hậu Cường, nghe lời ba, đốt hương lên. Ba, đốt hương lên. Hậu Cường, chăm sóc tốt cho các em của con. Dạ ba.
Ngài tướng quân, con tàu này thế nào? Rất tốt. Con tàu này thật sự rất đẹp. Rất thích. Tôi tin ông Đường cũng rất thích nó. Ông tặng nó cho tôi, chắc cũng thấy rất tiếc. Nhưng mà ông yên tâm, Đại đế quốc Nhật Bản chúng tôi nhất định sẽ không bạc đãi ông. Thích là được rồi. Xem ra con tàu này không khiến tướng quân thất vọng. Ông Đường, đồ ông tặng tôi đâu? Ở đây. Con tàu này ta sẽ không để cho ngươi. Đại ca, ba, Đường Quang, Hào Cường, ba đâu? Hào Cường.